Chào các bạn, mình là Long, nhà khoa thành phố. Thì hôm nay mình sẽ tôi với các bạn xem một ca mà bệnh nhân có răng 36 đã được tiêu chỉ và bây giờ nó bị gãy chân, thì mình sẽ quyết định là nhổ bỏ cái răng này và sẽ đi làm tức kỳ cho bệnh nhân. Mời các bạn xem ra. Mình cấy xong rồi, nhưng hiện tại thì mình muốn làm luôn một cái phủng cảm cho bệnh nhân để nó hướng dẫn được cái lợi nó đẹp hơn và giữ được cái form lợi ban đầu của bệnh nhân luôn, chứ không phải đợi đến 3 tháng sau rồi mới hướng dẫn thì nó sẽ không giữ được cái form lợi ban đầu của bệnh nhân nữa. Này sau này khi mình muốn đẩy lợi lên hoặc là bớt đi thì mình có thể mời bệnh nhân đến và mình thêm bớt sau cũng được. Hiện tại thì nó chỉ cần là phủ được cái đổ răng vừa đổ và thứ hai nữa là lát mình sẽ phải cái này ra mình đánh bóng, lợi là thích càng bóng càng tốt.